Kim ơi, giờ này con chưa ngủ sao? Tí. Hôm nay Kim đang ở đâu vậy? Kim đang ở Bến Tre. Kim đang ở Bến Tre này cô chú ơi. Kim về ông cố chơi. Mà sợ kẹt xe nên chú có lên. Mà sợ kẹt xe chứ đạp dữ vậy. Vận động thể dục thể thao buổi tối à. Ngủ sớm đi con. Nè, Kim mặc áo của con hươu cao cổ nè. Đạp nè, nó đạp nè, chân đạp mẹ nãy giờ nè. Gì vậy? Ông nào mới ngáp vậy Kim? Phải ông cha không? Cấp 2. Cấp 2. Cấp 2. Cấp 2. Thôi, thôi không kêu nữa, đứa cụ. Thôi mở cái miếng nè. Làm gì, làm gì? Làm gì? Bỏ ra. Làm gì con, làm gì? Em mất giỡn. Giỡn? Tự cười á. Có ai làm gì cũng cười nữa. Nói thôi, ba đi ra đi, ba đi miếng. Ê hả? Kêu ê hả? Con kêu mẹ hả? Ê, không có kêu mẹ vậy nha. Mẹ ơi, mami. Cha cha cha. Ờ. Đang mắc giỡn kìa ngay kìa. Trời giật đó, đứt cục. Đứt cục rồi. Ai ơi. Trời ơi, thôi, nứt cục rồi. Công chúa bị nứt cục rồi, công chúa ơi. Trời ơi, chuyện gì. Cục rồi kìa, không giỡn hả con? Bà kìa, làm gì nè ba? Có mở rồi. Trời ơi, giang cục nước miếng. Giang cục nước miếng rồi. Mời, nó cục rồi. Thôi thôi, không giỡn nữa, không giỡn nữa. Mẹ ơi, mẹ giỡn kỳ quá, còn nó cục nè. Trời ơi. Thôi thôi ẩm lên, ẩm lên. Ồ, hương quá, hương quá. Hương quá, hương quá, hương quá. Con mới ba ông bà cô chú đi. Mới ba ông bà cô chú. Mà cô chú xem clip của con nhiều lên. Ờ, để con bật kiếm tiền. Con mua sữa nha. Con mua chúa. Con cảm ơn nhé. Con cảm biệt, con cảm biệt à. Con cảm biệt à. Con nứt cục luôn, con diễn hơn con nứt cục luôn rồi. Bye bye.